Yeah, this is definitely more comfortable than the other one, the 4 months. Ngủ không? Sao khóc hả? Sao đó con khóc hả? À, ngồi đây lo được chút nè. Sao? Nói chuyện với mami đi. Sao con? Vui không? Thích không? Thích cái swing không? Vui không con? Sao?